Mái ấm gia đình Việt phiên bản mới sẽ giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là có người thân mắc việc Covid, họ sẽ có một số vốn để họ trang trải trong cuộc sống khó khăn này. Thêm nữa là các em nhỏ có ba hoặc mẹ mất vì Covid sẽ có thêm một cái học bổng, có thêm một cái cứu cánh, có thêm một chiếc phao để bơi giữa cái dòng đời xuôi ngược này quý vị. Những hoàn cảnh vô cùng khó khăn, những giọt nước mắt gần như họ đã khóc cạn rồi, những nén nhang thắp cho người thân cũng đã rất nhiều quý vị, và họ đang cần cái tình yêu thương của cộng đồng xã hội để những hoàn cảnh đó họ thấy ấm áp hơn rất nhiều. Họ sẽ quên đi cái đại dịch đó, quên đi nỗi đau đó, và chúng tôi sẽ cố gắng làm được điều đó. Người Linh xin kính chào quý khán giả của chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt. Xin chào tất cả mọi người. Mái Ấm Gia Đình Việt, một cái tên nghe thân thương lắm, một cái tên nghe ấm áp lắm. Tất cả chúng ta sinh ra và lớn lên đều mong muốn có mái ấm, một mái ấm riêng cho mình, và một mái ấm chung đó là mái ấm gia đình Việt, thưa quý vị. Và mái ấm gia đình Việt đó trải dài mười mấy năm rồi. Mái Ấm Gia Đình Việt luôn luôn đem đến những cái mùa lễ Tết, đặc biệt là cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, những mái ấm nhà mở, những dịp trung thu, những dịp lễ Tết, những dịp ngày lễ thiếu nhi, vân vân. Và chúng tôi luôn luôn đem đến cho các bạn nhỏ những cái hạnh phúc tuôn trào như thế. Không chỉ các bạn nhỏ đâu mà tất cả những bậc phụ huynh đều hạnh phúc, bởi vì họ thấy con mình được hạnh phúc khi mà chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt chia sẻ với các mùa lễ hội, các ngày đặc biệt của các trẻ em. Nhưng lần này với phiên bản mới của Mái Ấm Gia Đình Việt, nó có một cái khác xa lắm. Đó là gì? Đó là hỗ trợ các bạn nhỏ chẳng may có ba hoặc mẹ có người thân mất trong đại dịch Covid-19. Nỗi đau đó đang được xoa dịu bởi cộng đồng xã hội. Nỗi đau đó đang được cách nào đó để xóa đi. Và chúng tôi, Mái Ấm Gia Đình Việt, sẽ là chiếc cầu nối làm được điều đó cho quý vị. Mái Ấm Gia Đình Việt phiên bản mới sẽ giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là có người thân mắc vì Covid, họ sẽ có một số vốn để họ trang trải trong cuộc sống khó khăn này. Thêm nữa là các em nhỏ có ba hoặc mẹ mất vì Covid sẽ có thêm một cái học bổng, có thêm một cái cứu cánh, có thêm một chiếc phao để bơi giữa cái dòng đời xuôi ngược này quý vị. Những hoàn cảnh vô cùng khó khăn, những giọt nước mắt gần như họ đã khóc cạn rồi, những nén nhang thắp cho người thân cũng đã rất nhiều quý vị, và họ đang cần cái tình yêu thương của cộng đồng xã hội để những hoàn cảnh đó họ thấy ấm áp hơn rất nhiều. Họ sẽ quên đi cái đại dịch đó, quên đi nỗi đau đó, và chúng tôi sẽ cố gắng làm được điều đó. Và mong rằng quý vị hãy ủng hộ chúng tôi, ủng hộ Mái Ấm Gia Đình Việt, mỗi người một chút tình cảm nào đó để chúng ta xóa đi nỗi đau của đại dịch Covid. Mỗi người một chút tình cảm, một chút yêu thương, một chút gì đó để chúng ta tạo nên một cái mái ấm của tất cả những hoàn cảnh khó khăn trong đại dịch Covid-19. Thật ra là tuổi các bé đang cái tuổi ước mơ, cái tuổi đang vui chơi, cái tuổi đang hạnh phúc, cái tuổi đang được các bậc cha phụ huynh lo lắng, đang được ba mẹ định hướng. Nhưng mà đột ngột mất ba hoặc mẹ như thế thì đó là một cái tổn thương rất là lớn. Đó là một cái tổn thương Linh nghĩ rằng khó có liền ngay tức khắc. Và các bé sẽ gặp một cái cú sốc, nếu không khéo, cái cú sốc đó nó sẽ vướng vào cả cuộc đời của các bé. Nó giống như một vết thương đang tuổi trưởng thành vậy. Khi mà chúng ta vừa bước ra xã hội, chúng ta gặp một cú sốc đó, có lẽ cú sốc đó nó không bao giờ quên trong cuộc đời chúng ta. Và đó là cứu cánh của các bé. Mà đã mất đi thì các bé không còn ai để vịn vào nữa. Nên nghĩ rằng các bé sẽ có một vết tổn thương trong mình khó quên được. Chính vì điều đó mà vết thương đó cần được chữa lành, cú sốc đó cần được giúp đỡ để các bé đỡ sốc hơn nhiều, và đỡ có một cái vết sốc nó theo suốt các bé. Nếu không khéo, các bé sẽ trở thành một người trị tự kỷ, một người có thể nói bước vào đời cái gì cũng sợ cả. Và thậm chí một cái tổn thương, một cái vết xước trong cuộc đời đó, một cú sốc đó, nó sẽ làm cho các bé mất đi cái phương hướng trong cuộc sống này. Nó lớn lắm đó.
Thật ra Linh cũng đã từng là những hoàn cảnh như thế. Tôi rất hiểu các bé. Thật ra giờ các con bé còn quá nhỏ, các bé chưa thấy được những khó khăn trước mắt, các bé chỉ khóc thôi, chứ chưa có biết một cái đường hướng nào đó để các bé có thể vượt qua nó. Và chương trình sẽ tìm cách ngoài chia sẻ ra còn tư vấn cho các bé và kêu gọi cộng đồng xã hội, những cái người gần nhất các bé sẽ tư vấn cho các bé nhiều hơn nữa để các bé có thể vượt qua nỗi đau đó, sẽ lau khô những giọt mắt đó. Và Quỳnh Linh cũng đau như thế. Thật ra Quỳnh Linh không bà con, không có thân thuộc gì với các bé cả, nhưng bởi Quỳnh Linh đồng cảm với cái số phận như thế. Mà Quỳnh Linh tin chắc rằng không chỉ có Quỳnh Linh đồng cảm đâu, mà quý vị nghe hoàn cảnh đó, quý vị cũng đồng cảm và quý vị cũng xót như vậy đó. Mỗi người một cách nào đó, chúng ta có ít giúp ít, có nhiều giúp nhiều. Không giúp được về mặt tiền bạc thì phải giúp về mặt tinh thần. Linh nghĩ rằng mỗi người một chút, chắc chắn rằng các bé sẽ có một cái tương lai tươi sáng đang mở ra cho các bé. Chứ nếu như không có người tư vấn, không có người chia sẻ, không có một cái phao nào cứu cánh các bé thì chắc chắn các bé sẽ gặp rất là khó khăn trên con đường định hướng tương lai. Thưa quý vị, chương trình Mám Gia Đình Việt phát sóng lúc 20:30 thứ tư hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và được phát lại vào lúc 21 giờ cùng ngày trên Golden Moon Network, quý vị nha.